Nhiều và quý vị chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của Lê Quang, Tình Xót Xa Thôi. Xin cảm ơn bạn rất nhiều đã đem đến cho chương trình ngày hôm nay một ca khúc rất hay, phần thể hiện cũng rất là thành công. Vâng, thưa quý vị, và tạm chia tay với